sáng nay thì thầy muốn chia sẻ với em 10 cái sai lầm thường gặp trong khi làm bài phần hóa vô cơ liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016. Sai lầm đầu tiên số 1 đó là cái lỗi chia đôi. Lỗi này thì thường gặp phải không chỉ là học sinh mà kể cả giáo viên cũng đôi khi gặp phải. Ví dụ bài này họ cho hai phần bằng nhau và nếu là giải bình thường sẽ ra đáp án là A. Nhưng mà đây hỏi là dung dịch xì chứ không phải 1/2 dung dịch xì và đáp án sẽ là C cơ. Thì cái lỗi này là lỗi thường xuyên. Và nếu như mà nhìn đáp án mà có lỗi nhân đôi hoặc chia đôi như này thì suy luận ra là đây cái bẫy cần phải chú ý. Nó bẫy này có thể xuất hiện ở trong phần này hoặc là phần tỷ lệ phản ứng 1:2 hoặc là H2S4 cho quên số 2 hoặc là BA2 lần quên số 2 chúng ta sẽ cho đáp số và người ta tìm cái bẫy này họ cho đáp số. Các đáp nghĩa này chính là các đáp án mà do ta sai lầm thì nó là đó. Ở lỗi thứ hai là lỗi so sánh. Ở đây so sánh cái câu này là so sánh tăng giảm đúng không của tính phi kim thì phải hiểu rõ là cái quy luật theo chiều chu kỳ hay theo gì đó theo nhóm. Theo chu kỳ ý, thì tính phi kim nó sẽ tăng dần từ trái sang phải, còn theo nhóm thì là tính chu phi kim nó sẽ giảm dần và theo đường zig zag này ra. Nếu như mà không để ý thì hay bị nhầm lẫn. Lỗi thứ ba là lỗi về oxy hóa khử. Nhiều bạn thì không biết rằng là đâu là chất oxy hóa, đâu là chất khử, hay là chất nào vừa có tính oxy hóa vừa tính khử, và đôi khi có những bài hiểm như bài này. Ở đây nếu như mà để ý kỹ thì FeCl2 này nó có hai phần là Fe2 cộng là có thể lên hoặc xuống, nghĩa là vừa oxy hóa vừa khử, có cái này CO trừ chỉ có thể lên thôi. FeCl3 như vậy bị sai chất này, ta chỉ quan tâm đến sắt 3 mà quên mất clo trừ. Sắt 3 là oxy hóa, clo trừ là khử lên được. FeNO3 3 lần, như bạn chỉ để ý sắt 3 cũng thế mà quên mất oxy 2 trừ, đây có thể sinh ra oxy khi mà nhiệt phân của này lên. FeNO4 thì đơn giản rồi, em này cũng bị hiểm nữa này. FeNO3 FeNO4 3 lần thì ở đây nếu như suy luận lên đây thì lẽ ra trên này phải được muối cho khử, nhưng mà rất tiếc không phải, vì anh này nó rất là bền. Muối nitrat thì kém bền, một sulfat thì bền, có sắt hai nitrat thì đơn giản rồi đúng nào. Cho nên sẽ có 5 chất, 1, 2, 3, 4, 5 chất thỏa mãn ở cái câu này. Sang lỗi thứ tư là lỗi về cân bằng hóa học. Các bạn hay nhầm lẫn là áp suất, nồng độ hay nhiệt độ hay xúc tác. Chú ý đây, xúc tác là không thay đổi cái cân bằng đó, nó chỉ thay đổi tốc độ đạt đến cân bằng đó đúng nào. Đây không đúng rồi. Tiếp theo delta H bén không là dấu âm, dấu nghĩa là tỏa ra môi trường một lượng nhiệt nào đó thì nó tỏa nhiệt, thì khi mà tăng nhiệt độ thì cân bằng tìm cách chuyển về phía giảm nhiệt độ, nó chiếu thu nhiệt nên là trường nghịch. Cái câu này không đúng. Còn tăng áp suất liên quan đến việc tổng số khí trước và sau phản ứng, đây là 1, đây là 3, đây là 2, vậy tổng là 1 cộng 3 là 4 lớn hơn 2. Như vậy chiều từ trái sang phải, từ chiều thuận là chiều giảm áp suất. Tôi tăng áp suất lên, cân bằng chuyển dịch ở phía ngược lại, tức là chống lại sự cân bằng thì là chiều tăng áp suất. Câu C đúng, câu B sai. Lỗi thứ năm về phân bón hóa học. Nhưng mà hay bị nhầm lẫn đó là cái độ dưỡng của phân. Phân đạm là phần trăm nitơ, phân lân là phần trăm P2O5, phân kali là K2O. Và cái tính như trên bảng đây, ở vừa anh kali thì đơn giản rồi, anh CaH2PO42 hai lần thì đơn giản, anh có hai phosphor, anh có hai phosphor rồi đơn giản, từ từ bồ bồ thôi. Như anh này có 1K ở đây nhưng đây có 2K thì ở dưới nhân 2 lên đúng không. Tiếp theo về cái khái niệm hay nhầm lẫn là amorphous hay nitrophosphate, thì phân biệt đó là anh này nitrophosphate nó là có kali, có K2O3 đúng không.